Rồi, xong. Khánh, hôm nay tôi nghe nói là Chúa Giêsu vừa mới làm phép lạ cho Khánh. Khánh có thể chia sẻ cho những người sẽ xem cái đoạn video là Chúa Giêsu đã làm gì cho Khánh? Khánh đã bị đau bệnh gì trong thời gian qua và đã bao lâu đau bao lâu và cái đau bệnh trước lưng này là cũng kéo dài cũng lâu lắm rồi. Lâu là mấy tháng? Ô, cả mấy năm rồi. Mấy tháng? Dạ. Wow. Thế có đi bác sĩ có uống thuốc không? Không có đi bác sĩ. Có đi châm cứu thôi, châm cứu đi đi massage, mà cái lưng cũng vẫn còn, cái trời lạnh đó thì nó lợi nhất, mà tức là nó bị theo thời tiết, lạnh thì nó nhất, mà trời nóng thì nó không nhất. Thế hôm nay sau khi chúng ta dâng lời cầu nguyện thì Chúa Giêsu đã làm gì cho Khánh vậy? Thì thấy cầu nguyện là cái lưng này nó hết nhất. Vậy Khánh có mấy lời cho những người họ mang tiếng là con cái Chúa, họ thậm chí là đầy tớ Chúa, họ đi nhà thờ rất nhiều năm nhưng mà họ thờ Đức Chúa Trời toàn năng nhưng họ chưa bao giờ kinh nghiệm được phép lạ của Chúa, thì Khánh có lời gì cho những người này không? Nói thật thôi, có sao đấy vậy? Cái việc phải rõ ràng là chữa lành là phép lạ đúng không? Tôi không hề đưa cho Khánh một viên thuốc nào cả, mà cũng không hề có vật lý trị liệu hay massage gì. Bởi lời cầu nguyện và bởi đức tin của Khánh thì Khánh nhận được, đúng không? Tức là nói với những người cũng bình thường. Bây giờ Khánh có lời gì cho những người chưa tin Chúa bao giờ không? Khánh muốn nói cho họ biết Chúa Giêsu lại và Ngài đã làm gì trên đời sống của Khánh, nhắm nhiều gì không? Cái lời chứng quan trọng lắm, ok? Và bởi cái lời chứng của chúng ta, Chúa chữa lành bệnh của chúng ta, Ngài không có lấy một xu nào cả. Để mà trả ơn Chúa chỉ có duy nhất một điều, chúng ta sẽ nói cho thế gian biết Chúa Giêsu là ai và Ngài đã làm gì cho cuộc đời. Ok, đối với những người đủ các thứ ở ngoài đường kia mà họ chính với Chúa thì Khánh có muốn nói lời gì với họ? Kêu họ đến với Chúa Giêsu. Nhân viên này chỉ đơn giản thôi. Đến với Chúa Giêsu. Như là Khánh đã nhận lãnh như thế nào thì Khánh cũng mong họ cũng nhận được như vậy. Đúng không? Bởi vì thật sự ra Chúa yêu tất cả chúng ta bằng nhau. Không phải vì chúng ta là người tin lành hay người Công giáo mà Chúa yêu hơn. Chúa yêu cả người Phật giáo, cao đài, hòa hảo, vô thần, linh, tinh giáo, hồi giáo, thậm chí cả những người satanist luôn. Ok? Chúa yêu họ. Còn cái con đường họ đi là bởi vì họ chưa biết lẽ thật, thì đấy là lỗi của chúng ta đấy, chúng ta chưa chịu nói cho họ nhé. Thế từ nay về sau ấy, Khanh chỉ cần làm một cái điều là để trả ơn Chúa. Hãy nói cho mọi người biết Chúa Giêsu yêu thương là ai và Ngài đã làm gì cho Dư, cái lần này chấm hết. Chúa không cần Dư lăng xê bởi vì Ngài đã quá vĩ đại, nhưng mà bởi cái lời chứng của Dư sẽ giúp cho những người khác họ đến với lẽ thật và đến với Chúa. Amen. Xong rồi nhân như là chung nghệ. Rồi. Nhà Dư nghiêm hẳn. Có không? Có.